tại giacafe.com vào lúc 9:00, giá cà phê hôm nay tăng 600-700 đồng trên 1 kg. Trong đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng từ 66.800 đồng đến 67.500 đồng trên 1 kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 66.800 đồng trên 1 kg, tăng 600 đồng trên 1 kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai 67.200 đồng trên 1 kg, tăng 700 đồng trên 1 kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 67.300 đồng trên 1 kg, tăng 600 đồng trên 1 kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 67.500 đồng trên 1 kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát sau khi tăng 600 đồng trên 1 kg. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp hai lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản của Hà Nội tăng trưởng ấn tượng trong những tháng qua của năm 2023 là việc kiểm soát tốt dịch bệnh. Ngành Nông nghiệp Hà Nội xác định đây vẫn sẽ là nhiệm vụ trọng tâm để duy trì tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Cụ thể, Sở đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh, thực hiện tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Sở giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động lấy mẫu giám sát để dự tính, dự toán sớm dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, cụ thể như cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi, bệnh dại động vật, từ đó khoanh vùng, dập dịch ngay khi có dấu hiệu của dịch bệnh, đảm bảo khống chế nhanh gọn, không để lây lan ra diện rộng. Đối với lĩnh vực thủy sản, Chi cục Thủy sản phối hợp với chính quyền các cấp hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời tăng cường thông tin, hướng dẫn các địa phương và người nuôi trồng thủy sản xử lý môi trường ao nuôi. Đặc biệt, Hà Nội chú trọng đến phát triển các giống thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hơn tuần nay, giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng ở thị trường Trà Vinh tiếp tục giảm thêm từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước. Cụ thể, giá tôm thẻ chân trắng loại 50 con trên 1 kg được mua tại ao hiện chỉ ở mức 85.000 đồng trên 1 kg. Tôm thẻ loại 40 con trên 1 kg mua giá 90.000 đồng trên 1 kg và loại 30 con trên 1 kg có giá 110.000 đồng trên 1 kg, giảm từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng trên 1 kg. Đối với tôm sú loại 30 con trên 1 kg, được mua vào với giá 140.000 đồng trên 1 kg. Loại 40 con trên 1 kg, mua vào với mức giá 130.000 đồng trên 1 kg. Loại 50 con trên 1 kg, mua vào 110.000 đồng trên 1 kg, đều giảm bình quân 10.000 đồng trên 1 kg. Riêng tôm sú được nuôi theo mô hình quảng canh sinh thái rừng tôm, được thu hoạch tỉa thưa, đạt kích cỡ 10-13 con trên 1 kg, chủ yếu cung ứng tôm còn sống cho chuỗi các nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, có giá thu mua ổn định ở mức 250.000 đồng đến 280.000 đồng trên 1 kg. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới đây đã ban hành quyết định về việc thực hiện kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên các loại cây trồng chính và cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 70% số xã có đội ngũ nông dân nòng cốt có hiểu biết và ứng dụng hiệu quả IPHM, cũng như có khả năng hướng dẫn các nông dân khác, đánh giá hiệu quả và phổ biến kết quả cho cộng đồng. Ứng dụng IPHM nhằm chủ động phòng chống sinh vật gây hại cây trồng, giảm chi phí đầu vào, giảm hóa chất độc hại, giảm phát thải khí nhà kính, tăng năng suất chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.